tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Siêu mẫu Ngọc Quyên công khai người yêu mới sau hơn một năm ly hôn khiến dân mạng dậy sóng. Cách đây ít phút, Ngọc Quyên đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô chụp cùng một người đàn ông, kèm theo đó là status: cảm ơn ai đó luôn bên tôi những ngày giông tố. Chẳng cần phải trình bày nhiều, ai cũng biết Ngọc Quyên đang khoe bạn trai mới. Dù không để bạn trai lộ mặt, tuy nhiên từ phía sau có thể thấy người đàn ông này tóc hoa râm, dáng vẻ chững chạc, có vẻ là người trung tuổi. Một người bạn còn chia sẻ rằng đã được nghe kể chuyện Ngọc Quyên yêu trai Tây và có bật mí là người Liban. Tuy nhiên Ngọc Quyên vẫn chưa trả lời câu hỏi này. Ngay sau khi Ngọc Quyên chia sẻ, bạn bè cũng như fan của cô đã liên tục vào chúc mừng. Ngọc Quyên cũng rất vui mừng đáp lại những lời chúc mừng ấy. Kể về chuyện tình cảm của Ngọc Quyên, chắc nhiều người vẫn còn bất ngờ. Cô và chồng cũ Richard Lê quen, yêu và tìm hiểu trong vòng một tháng đã tổ chức đám cưới. Thậm chí đến tận lúc đã ly hôn, cô cũng không biết gia đình chồng gồm những ai, chưa bao giờ biết mặt và gặp bố mẹ chồng. Yêu nhanh cưới vội nên suốt mấy năm chung sống, hai người liên tục có những bất đồng, mâu thuẫn và cô năm lần đòi ly dị nhưng chồng không đồng ý. Cuộc hôn nhân đầy sóng ngầm ấy cuối cùng cũng kết thúc vào tháng 4 năm 2018. Ngọc Quyên được quyền nuôi con, Richard để lại nhà và xe cho vợ cũ, đồng thời anh chu cấp 5.000 đô nuôi con mỗi tháng. Tưởng chừng ly hôn là đã xong chuyện, nhưng sau đó một thời gian, chồng Ngọc Quyên tung bằng chứng cô kinh doanh gian dối. Còn Ngọc Quyên thì tố ngược lại Richard Lê ngoại tình trong thời gian hai người còn chung sống. Và đó là lý do lớn nhất khiến cô quyết định phải ly dị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.